Quý vị và các bạn, anh em thân mến, Gillette, một trong những thương hiệu rất là nổi tiếng trên thế giới và trong cái lĩnh vực âm thanh thì có rất nhiều sản phẩm, nó có DC giải mã hay những dòng dây tín hiệu, có rất nhiều clip giới thiệu cho anh em. Ví dụ con này là con GN609, một trong dòng DC giải mã chất lượng rất là tốt, giới thiệu đến quý vị và các bạn của anh em. Và clip này lại lên cho anh em một con DC giải mã cũng chính hãng của Gillette, con này rất là nhỏ gọn với giá thành cực tốt. Cổng quang này, cổng đồng trục này, tích hợp của Bluetooth 5.1 anh em nhé. Model con này là GN36 accessory này, còn hàng này sản xuất tại Singapore, made in Singapore, nhỏ gọn nhưng mà chất lượng thì cực tốt. Phía trên này nút nguồn tắt bật này, logo của hãng Gillette. Bên này là hai cổng out ra, một đường out AUX 3.5 này và một đường out AV. Phía sau này là một cổng nguồn DC 5V, ở một ngõ vào âm thanh, một cái cổng input là cổng quang và một cổng đồng trục. Đấy, ngoài hai cổng quang và cổng đồng trục này thì có thêm cả đường Bluetooth 5.1, một con DAC giải mã chính hãng rất nhỏ gọn này, bảo hành 12 tháng lỗi đổi mới. Và cái phụ kiện bao gồm này, dây quang chính hãng mình sử dụng, anh em sẽ bỏ hai cái đầu cao su bảo vệ này ra, rút hai cái đầu ra và cắm một đầu vào cổng quang của tivi, một đầu vào con DAC giải mã. Kế tiếp là một dây nguồn, một đầu tiếp C, một đầu USB. Đầu USB anh em sẽ có thể lấy nguồn từ cổng USB của tivi hoặc là anh em sẽ cắm vào cổng nguồn. Đấy, đầu tiếp C này anh em sẽ cắm lấy nguồn vào con DAC giải mã. Đấy, có cổng nguồn 5V và sẽ có một cổng nguồn chính hãng của Gillette. Một bộ sản phẩm gồm có DAC giải mã, dây quang, dây nguồn, củ nguồn đầy đủ là kết nối sử dụng. Kết nối của này thì cũng rất là đơn giản, dây nguồn và củ nguồn sẽ cắm nguồn điện, sau đó cắm vào cổng nguồn DC 5V này. Kế tiếp dùng một cặp dây tín hiệu để anh em lấy tín hiệu từ con DC giải mã này, số ngậm ly cổng out ra đường AV, và một cổng quang để lấy tín hiệu từ TV xuống cắm vào cổng quang. Đã kết nối xong, con này rất đơn giản. Sau khi kết nối xong này, bật âm ly này, bật nguồn trên này anh em nhé. Tắt đi này. Đây là đang lấy tín hiệu vào từ cổng quang anh em nhé. Quý vị và các bạn vừa được thưởng thức chất âm của con DAC giải mã chính hãng của Gillette, con GN36, và mới test cho anh em ở cổng quang. Còn Bluetooth thì cũng tương tự, anh em sẽ bật Bluetooth trên điện thoại hoặc trên máy tính bảng đó, sau đó anh em mới tìm con này và kết nối con này và sử dụng như bình thường thôi. Và một con DAC giải mã chính hãng của Gillette, con GN36, có cả cổng quang, cổng đồng trục, có cả Bluetooth 5.1 này, chỉ có 380.000 một bộ sản phẩm anh em nhé. 380.000 một bộ sản phẩm, bao gồm một dây quang này, một dây nguồn này, một củ nguồn này và một con DAC giải mã này. Bảo hành 12 tháng lỗi đổi mới. Và anh em nào mà cần dây tín hiệu thì Quang Minh Hà Nội sẽ có cặp dây tín hiệu này của AV Hitachi bãi Nhật xịn này. Những cặp này chỉ có đang bán với hơn 200.000, 250.000 một bộ sản phẩm này. Anh em nào mà lấy cùng với DAC giải mã này, chỉ để cho anh em chỉ 200.000 một bộ thôi. Mọi thông tin quý vị và các bác của anh em có thể liên hệ với Quang Minh 0944737321. Anh em nào ở Hà Nội thì có thể qua trực tiếp cửa hàng để cùng trải nghiệm Đống Đa hoặc Hoàng Mai. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bác của anh em đã theo dõi video của Quang Minh nhiều rồi. Quý vị và các bác của anh em đừng quên đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để nhận được những video mới nhất từ Quang Minh. Một lần nữa xin được cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn, các bác của anh em trong những video clip kế tiếp.